Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chuyên đề tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến phân loại hộ kinh doanh dựa theo quy mô, ngành nghề để tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và làm thế nào để khuyến khích các hộ kinh doanh yên tâm chuyển thành doanh nghiệp. Trong số tuần này, chương trình Tài chính thuế xin được tiếp tục xoay quanh dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi, trong đó đề cập đến bổ sung quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo nghị định số 119 năm 2018 của Chính phủ vừa ban hành quy định khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ người bán trừ hộ cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 điều 12 nghị định này phải lập hóa đơn điện tử. Việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu, tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế, tránh gian lận, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Kỳ vọng của doanh nghiệp trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử ra sao, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào? Nhưng trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử. Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng khá trong những năm vừa qua. 30 doanh nghiệp trong năm 2011 tăng lên 331 doanh nghiệp vào năm 2015 và năm 2016 là 656 đơn vị. Số lượng hóa đơn điện tử sử dụng cũng tăng mạnh qua các năm, từ 9.014 hóa đơn năm 2011 lên hơn 277 triệu hóa đơn vào năm 2016. Tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2017, ngành thuế đã có 6.800 doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử và đã giải quyết 3.610 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử với tổng số tiền thuế được hoàn theo phương thức điện tử là 20.282 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện chỉ thị số 26 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 35 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã dự thảo nghị định về hóa đơn điện tử trình Chính phủ xem xét ban hành. Trên cơ sở đó, dự thảo luật đã bổ sung quy định về hóa đơn chứng từ điện tử. Theo ban soạn thảo, sở dĩ phải bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử vì theo quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng hóa đơn được xây dựng cơ bản để đáp ứng quản lý đối với hóa đơn giấy. Mặc dù đã có quy định về hóa đơn điện tử nhưng chưa bắt buộc áp dụng rộng rãi mà vẫn cho phép doanh nghiệp được sử dụng đồng thời nhiều hình thức hóa đơn nên đa số các doanh nghiệp vẫn lựa chọn sử dụng hóa đơn giấy. Chỉ một số ít doanh nghiệp lựa chọn áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong thời gian qua cho thấy áp dụng hóa đơn điện tử giúp giảm thời gian làm thủ tục hành chính của doanh nghiệp và cơ quan thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, gian lận về hóa đơn, giảm chi phí lợi ích cho toàn xã hội. Được Bộ Tài chính triển khai từ năm 2011 đến nay, hóa đơn điện tử đã được các doanh nghiệp biết đến và sử dụng ngày càng phổ biến. Hóa đơn điện tử khắc phục được hầu hết nhược điểm của hóa đơn giấy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí. Bên cạnh đó, việc triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu cho cơ quan quản lý dễ dàng đối chiếu, tránh gian lận, chống thất thu cho ngân sách nhà nước. 2.000 hóa đơn với số tiền rất lớn là số lượng thủ tục trung bình mà hàng tuần doanh nghiệp này phải xuất. Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đại diện doanh nghiệp cho biết nếu xảy ra sai sót thì thủ tục làm lại rất phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí. Việc đưa vào sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp đơn vị nâng cao khả năng quản lý, lưu trữ và đối chiếu hóa đơn một cách nhanh chóng. Qua quá trình làm việc thì chúng tôi cũng thấy rằng là có rất là nhiều các cái tiện ích đã được chứng minh. Thứ nhất là độ đảm bảo, độ chính xác rất là cao. Bởi vì là tất cả là bằng máy móc và các cái phần mềm đã hỗ trợ cho chúng ta. Thứ hai là đảm bảo không có cái hóa đơn làm giả, bởi vì tất cả đều được xác thực điện tử cùng với các cái cơ quan thuế. Thứ ba là rất là thuận tiện cho việc gửi cho khách hàng, bởi vì chúng ta có thể gửi qua hệ thống mạng internet, email và nó xóa nhòa các ranh giới về thời gian, không gian cũng như là rất là thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán, bởi vì là các số liệu điện tử thì nó chạy sẵn vào phần mềm. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn 99% thời gian thanh toán quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí cho mỗi hóa đơn.
Thực tế triển khai cũng cho thấy hóa đơn điện tử đã khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của hóa đơn giấy như bảo quản phức tạp, rủi ro cháy hỏng, rách nát. Doanh nghiệp không còn vất vả lưu trữ. Với nhiều ưu điểm, hóa đơn điện tử đang dần được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thay thế hóa đơn giấy. Tôi thì đánh giá rất cao về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Thứ nhất là đến cái phần đầu tiên là phần thất lạc hóa đơn là đã không xảy ra khi mà sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó thì việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cho khách hàng nhận được hóa đơn nhanh và thanh toán tiền hàng nhanh. Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp có tính bảo mật cao và tính minh bạch lớn. Hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử vừa bảo đảm chính xác, chặt chẽ, vừa đơn giản lại vừa được bảo mật tuyệt đối. Đặc biệt, phần mềm hóa đơn điện tử cho phép doanh nghiệp có thể tạo mẫu hóa đơn và phát hành hóa đơn tại chỗ ngay trong ngày mà không cần phải đến cơ quan thuế. Trong khi đó, nhà quản lý doanh nghiệp vẫn dễ theo dõi chứng từ thanh toán, nhận giấy báo và truy nhập nhận hóa đơn nhanh chóng, khai báo và quyết toán thuế thuận tiện hơn rất nhiều. Ở đây thì doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thì rõ ràng là chúng tôi ước tính thì cái chi phí sẽ giảm hơn. Trước đây với một hóa đơn giấy, thì có thể hóa đơn mà người nộp thuế phải mua ở cơ quan thuế hoặc là người nộp thuế phải tự in sau khi đã được đăng ký và được chấp thuận cơ quan thuế. Thì chúng tôi đánh giá rằng là với hóa đơn điện tử thì người nộp thuế có thể sẽ tiết kiệm được khoảng độ 75%, nghĩa rất là lớn. Đó là người ta bảo vệ chính quyền lợi của ta, kể cả doanh nghiệp mua hàng, bán hàng cũng như doanh nghiệp mua hàng, như vậy sẽ đảm bảo được cái quyền lợi của ta, tránh những câu chuyện về gian lận, giả mạo hóa đơn. Xu thế hiện nay là các doanh nghiệp đang lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và tích hợp nhiều tính năng để thay thế hóa đơn giấy. Theo đó, phần mềm e-invoice cung cấp có thể giúp các doanh nghiệp quản lý các hóa đơn và in ấn các hóa đơn một cách nhanh chóng, chính xác, giảm chi phí. Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép doanh nghiệp thống kê, báo cáo, xuất dữ liệu ra các chương trình khai thuế và tích hợp sẵn với các mẫu hóa đơn theo đặc thù của từng lĩnh vực. Phần mềm e-invoice còn cung cấp các biểu mẫu hóa đơn theo đúng quy chuẩn của Tổng thuế quy định. Ngoài ra thì phần mềm hóa đơn điện tử e-invoice còn cho phép người dùng tự thiết kế mẫu hóa đơn và hoàn toàn chủ động đưa các hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn. Theo các chuyên gia, hiện nay chúng ta có trên 50.000 doanh nghiệp và mục tiêu đến năm 2020 chúng ta sẽ có 1 triệu doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ. Bên cạnh đó, hiện nay số hộ kinh doanh cá thể và các đơn vị sự nghiệp có số thu cũng rất là lớn. Đối với hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ hoặc các hộ kinh doanh cá thể và tổ chức hành chính sự nghiệp thì sử dụng hóa đơn điện tử cũng là một vấn đề khó khăn. Trước hết là cái nguồn nhân lực của họ và cái cơ sở dữ liệu của họ để sử dụng hóa đơn điện tử cũng là một cái vấn đề khó khăn. Cái thứ hai nữa là vấn đề cơ sở hạ tầng của cơ quan thuế. Khi mà đã sử dụng hóa đơn điện tử và đặc biệt tính xác thực của cơ quan thuế thì tất cả mọi giao dịch khi người ta khởi tạo một cái hóa đơn dù rằng là 10.000 đồng đến 100.000 đồng thì đều phải thông tin đến cơ quan thuế và xong cơ quan thuế phải hoàn trả lại. Vậy thì hiện nay cái số lượng đang quản lý là như vậy, nếu như cái hàng nghìn thậm chí hàng triệu người cùng một cái hoạt động như thế thì cơ quan thuế có đáp ứng được cơ sở hạ tầng hay không? Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định thay thế nghị định 51 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, thay vì khuyến khích cơ quan thuế sẽ bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, lộ trình từ nay tới năm 2020, 80% doanh nghiệp đang hoạt động sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử giúp khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên ở nước ta dường như vẫn còn thách thức. Nếu muốn áp dụng hóa đơn điện tử như cửa hàng bán quần áo này, hóa đơn điện tử là điều gì quá xa lạ? Chị Hòa, chủ hộ kinh doanh chưa bao giờ sử dụng máy tính, rồi đây sẽ kê khai hóa đơn điện tử thế nào? Chưa kể, buôn bán nhỏ phải đầu tư một chiếc máy tính chỉ để phục vụ in hóa đơn điện tử hàng ngày. Với người dân hay doanh nghiệp, họ luôn ủng hộ trong việc kê khai thuế. Nhưng có lẽ, việc thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử cần có lộ trình hướng dẫn cụ thể khi áp dụng rộng rãi. Cần xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch mua bán.
ra thì cái hóa đơn điện tử thì nghe nó vẫn còn xa lạ với bọn chị lắm. Tại vì chị từ trước giờ mấy năm, kinh doanh thì chỉ có hóa đơn viết tay ý, đơn giản thôi. Thế thì mà bây giờ chuyển sang hình thức đấy thì chắc là cũng phải thích nghi dần dần chứ khó lắm. Tại vì là hầu như mọi người đều như thế. Mình chưa sử dụng hóa đơn điện tử vì thực ra nó cũng còn nhiều cái đang bất cập. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử cũng lo ngại về bảo mật, đặc biệt là trước những sự cố về bảo mật dữ liệu đã xảy ra trong thời gian qua. Khi mà một ít các doanh nghiệp đang áp dụng thì cái cơ sở dữ liệu của chúng ta nó đã bảo đảm tốt chưa? Cái thứ hai tức là về phía doanh nghiệp thì các doanh nghiệp khi mà áp dụng cái cơ sở này, tức là ở đây chúng ta cũng biết nhiều là chúng ta đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên cái chi phí để tạo lập nên cái hóa đơn này cũng cần phải được đánh giá. Ví dụ như là một doanh nghiệp cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền để thực hiện được cái hóa đơn điện tử này, cái tiền truyền dữ liệu hàng tháng hàng năm nó khoảng là bao nhiêu đấy, và cái cách làm như thế nào thì chúng ta cần phải đánh giá. Cái việc mà cái hóa đơn có mã xác thực cơ quan thuế, cái việc truyền dữ liệu hiện nay như thế nào, cái cơ sở dữ liệu, cơ sở của hạ tầng của cơ quan thuế đã đáp ứng được chưa? Để hỗ trợ các hộ kinh doanh hay chưa chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn cũng như các doanh nghiệp lo ngại về bảo mật, các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín đều rất chú trọng đến vấn đề bảo mật dữ liệu và có các điều khoản về bảo mật thông tin cũng như có sự thẩm định của Tổng cục Thuế về các tiêu chuẩn an toàn bảo mật. Phần mềm hóa đơn điện tử Công ty Thái Sơn có cung cấp đầy đủ các tính năng có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp tự động sao lưu các dữ liệu hàng ngày định kỳ để đảm bảo việc an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp. Hệ thống Tevan của Công ty Sơn là hệ thống chuyên lưu trữ các dữ liệu về hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp đã được Tổng cục Thuế cấp giấy chứng nhận, đáp ứng được các yêu cầu về bảo mật dữ liệu do Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính quy định. Hệ thống Tevan của Công ty Sơn được đặt tại các trung tâm dữ liệu có uy tín trên toàn quốc hiện nay, do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử. Mới đây, dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi cũng bổ sung quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử, vì theo quy định hiện hành về in, phát hành, sử dụng hóa đơn được xây dựng cơ bản để áp dụng quản lý đối với hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt, chúng ta gọi là đối tượng nộp thuế vàng, thì sẽ tự phát hành hóa đơn. Nhưng đối với đơn vị là rủi ro hoặc là các gian lận về thuế thì phải là gì? Hóa đơn điện tử nhưng có mã số xác thực của cơ quan thuế. Và rõ ràng khi chúng ta kết nối được hóa đơn điện tử, kết nối được luồng tiền luồng hàng thì những cái thủ tục về khai thuế nó cũng đơn giản đi. Theo lộ trình, việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 1 tháng 11 năm 2018 thì được tiếp tục sử dụng. Cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế hóa đơn giấy theo quy định. Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước ngày 1 tháng 11 năm 2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2020. Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hóa đơn điện tử rất cần thiết cho công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chính vì thế, việc tháo gỡ những khó khăn cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ kỹ thuật và công nghệ thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước là điều cấp thiết cần làm hiện nay để có thể áp dụng triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước. Đến đây, chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.